Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Ami Channel. Hôm nay chị sẽ tiếp tục tô tranh cát. Và bức tranh ngày hôm nay chị tô có hình ngôi nhà nấm, rất là dễ thương. À, trước cửa nhà còn có trồng bông hoa nữa nè. Đẹp quá các em ha. Bây giờ chúng ta cùng tô màu nhé. This old man, he played tennis.